Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, chiếm thị phần số 1 toàn quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn liên tục tạo lập những thành công mới. Cổ phiếu nằm trong top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn giao dịch chứng khoán HOSS và doanh nghiệp thường xuyên được trao các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành tựu vượt bậc nói trên như tầm nhìn dài hạn, kế hoạch bài bản, quyết định dứt khoát, thực thi thần tốc, coi trọng người tài. Nhưng yếu tố quan trọng nhất đi theo Hòa Phát từ những ngày đầu thành lập đến nay chính là triết lý hòa hợp cùng phát triển. Triết lý hòa hợp cùng phát triển là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tập đoàn Hòa Phát. Điều này thể hiện trong tất cả các mối quan hệ giữa cán bộ, công nhân viên, giữa tập đoàn với các cổ đông, đối tác, đại lý và cộng đồng xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan trên cùng một chiến thuyền hướng tới phát triển bền vững. Triết lý hòa hợp cùng phát triển được áp dụng triệt đề trong cả 4 lĩnh vực kinh doanh của Hòa Phát. Trong đó, sản xuất thép là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, chiếm gần 90% doanh thu và lợi nhuận của cả tập đoàn. Nhóm sản xuất thép được tập trung đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ và hiện đại hàng đầu của các nước G7, quy trình khép kín và đặc biệt là thân thiện môi trường. Hòa Phát hiện tập trung sản xuất thép tại 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và đang xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép quy mô lớn tại Quảng Ngãi. Với quy mô 2 triệu tấn một năm, khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại Hải Dương sử dụng công nghệ lò cao khép kín, đồng bộ và hiện đại từ quặng sắt đến thép thành phẩm. Thép Hòa Phát bao gồm thép thanh và thép cuộn đang chiếm 24% thị phần, lớn nhất cả nước. Hòa Phát cũng là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thép xây dựng D55 mắc cao, phục vụ công trình cầu lớn, nhà siêu cao tầng. Ngoài chiếm lĩnh thị trường trong nước, Hòa Phát đã xuất khẩu thép xây dựng sang nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh thép xây dựng, Hòa Phát liên tục đầu tư xây mới và mở rộng các nhà máy ống thép, triển khai các dây chuyền và quy chuẩn hiện đại hàng đầu thế giới. Tất cả các sản phẩm đều có mẫu mã đẹp, độ tinh xảo cao, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ, Nhật và Anh. Và đó chính là lý do ống thép Hòa Phát liên tục chiếm lĩnh thị phần số 1 Việt Nam trong nhiều năm liền, là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình lớn trong nước. Không những thế, hiện ống thép Hòa Phát đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Canada, châu Âu, Úc và các nước Đông Nam Á với kim ngạch hàng chục triệu đô la mỗi năm. Trong lĩnh vực tôn mạ, nhà máy tôn màu mạ kẽm Hòa Phát tại Hưng Yên bắt đầu cho sản phẩm ra thị trường từ đầu năm 2018. Đây là nhà máy hiện đại và đồng bộ bậc nhất tại Việt Nam, gồm tất cả các khâu từ công đoạn tẩy rỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh đến sơn màu. Toàn bộ dây chuyền thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu và được các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ xử lý, tái tạo axit cũng như quản lý sản xuất. Sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất, thân thiện với môi trường. Đây hứa hẹn sẽ là một dòng sản phẩm đem lại thành công mới cho Hòa Phát. Các nhà máy thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác luôn được đầu tư bài bản, dây chuyền và trang thiết bị hiện đại hàng đầu để cho ra các sản phẩm ngày càng tinh xảo hơn, chất lượng và mẫu mã cao hơn, cạnh tranh tốt với các sản phẩm ngoại trên sân nhà và xuất khẩu ra quốc tế. Trong số này, nội thất Hòa Phát có thể coi là mô hình tiêu biểu về phát triển thương hiệu một cách chuyên nghiệp và vững chắc để đạt hiệu quả cao nhất tại Việt Nam, đứng đầu về thị phần nội thất văn phòng trong nước và góp phần lớn vào phát triển thương hiệu cho tập đoàn Hòa Phát như ngày nay. Lĩnh vực nông nghiệp đã được Hòa Phát ấp ủ kinh doanh từ những ngày đầu thành lập, nhưng đến gần đây mới triển khai mạnh mẽ. Hiện Hòa Phát đang vận hành 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn một năm. Toàn bộ dây chuyền thiết bị, phòng thí nghiệm đều được nhập khẩu từ châu Âu, hiện đại bậc nhất Việt Nam. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Hòa Phát tập trung ở mảng cung cấp heo giống, heo thịt chất lượng cao, an toàn sinh học, chăn nuôi bò thịt, nuôi gà đẻ trứng giống và gà đẻ trứng thương phẩm. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản bao gồm khu đô thị, khu công nghiệp đóng góp khá ổn định cho tập đoàn Hòa Phát. Các dự án khu công nghiệp đều có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế, có tỷ lệ lấp đầy cao với nhiều chính sách ưu đãi. Trong khi đó, bất động sản đô thị luôn đảm bảo đúng tiến độ cam kết với khách hàng, từ đó tạo nên chữ tín và hiệu quả cho mọi dự án mà Hòa Phát đầu tư. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội một cách nghiêm túc và thiết thực. Bên cạnh việc luôn nằm trong top 30 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất cho ngân sách, lên tới 20.000 tỷ trong 10 năm qua, tập đoàn thường xuyên thực hiện rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác nhau, đặc biệt là các địa phương nơi có văn phòng, nhà máy hoặc dự án của Hòa Phát.
với chủ trương làm thực chất, trực tiếp đến các đối tượng cần sự trợ giúp. Hòa Phát hướng tới chủ yếu là trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Với quy mô sản xuất kinh doanh của tập đoàn ngày càng lớn mạnh, tập đoàn đang quyết liệt triển khai khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Đến năm 2020, Hòa Phát sẽ có một diện mạo mới, tầm vóc mới. Tập đoàn Hòa Phát phấn đấu lọt vào top 50 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất thế giới. Được đầu tư 52.000 tỷ đồng, dự án sử dụng công nghệ hiện đại của các nước G7 khép kín chuỗi giá trị các sản phẩm từ thép. Khi hoàn thành, khu liên hợp sẽ giúp Hòa Phát tăng sản lượng lên 7 triệu tấn thép một năm, nâng doanh thu của tập đoàn lên 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2020, và Hòa Phát sẽ lọt vào top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ đó, ghi tên mình lên bản đồ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội. Với tâm huyết dẫn đầu bằng chất lượng, Hòa Phát vươn cao tầm vóc mới. Tập đoàn Hòa Phát, hòa hợp cùng phát triển.